Xin chào mọi người, cùng đến với C2 giờ. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Vios G bản số tự động. Bản có cấp nhất của dòng xe Toyota Vios. Khi mà sang cuối tháng 1 năm 24 này, chiếc xe Toyota Vios nó đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu trời nhá. Chiếc xe Toyota Vios nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Honda City. Hyundai Sen hay là rất nhiều xe ăn chưa Việt Nam ạ. Ok đi về chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe với giá miết của chiếc xe là 592 triệu. Sang cuối tháng 1 năm 54 này thì đại chúng em đang bán với giá đang là 542 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 50 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Vios G bản số tự động này nó đang là 635 triệu Còn tỉnh thì 604 triệu Tỉnh áp thuế trăm thì 616 triệu Và ở Tiếng Minh thì là 623 triệu ạ còn anh em giá tốt hơn hay một khuyến mại nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy quyết định cho em hoặc nhắn đi zalo cho em chắc chắn với em giờ đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá Còn đối trả góp thì anh em chủ giao với giá đang là 208 triệu thì ạ. Tỉnh thì đang là 177 triệu. Tỉnh áp thương trăm thì 189 triệu. Và ở Thế Minh thì đang là 196 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link. Đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp. Lã số hành như nào? thì anh em điền tin như là tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng cho góp đều là thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Ok, vậy giao này mình giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Vios G bản số tự động rất là chi tiết về rồi. Vậy giao này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhá để mình sẽ cập nhật về giá xe tổng dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau để cho Xuân lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng vào đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn. Ạ.